Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một biến chứng của thai kỳ, đó chính là nhau bong non. Làm sao để chúng ta có thể nhận biết được nhau bong non và sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Thì nhau bong non là một tình trạng rất nghiêm trọng, xảy ra khi mà một phần hoặc là toàn bộ nhau tách ra khỏi thành tử cung. Nhau bong non sẽ làm gián đoạn quá trình chuyển oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi và gây chảy máu nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ bầu và sự an toàn của con bạn. Và với thai nhi dưới 20 tuần thì hiện tượng nhau bong non có thể được xem là tình trạng dọa sảy thai. Khi thai lớn hơn 20 tuần thì được gọi là nhau bong non. Về mức độ nguy hiểm thì tùy thuộc vào độ bóc tách và số tuổi của thai nhi. Với trường hợp bóc tách 10% thì khả năng dưỡng thai khá cao. Tuy nhiên, nếu bóc tách ở 3 tháng đầu là 30% thì nguy cơ sảy thai là 50%. Và khi mà bị nhau bong non thì bạn sẽ cảm thấy rằng là chảy máu âm đạo. Một vài trường hợp thì mẹ sẽ không nhận thấy hiện tượng ra máu một cách rõ ràng. Bạn bị chuột rút, đau bụng hoặc là đau lưng, cảm thấy co thắt thường xuyên, có một cơn co liên tục không có điểm dừng. Xét về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân. Đó là bạn có tiền sử bị nhau bong non ở lần mang thai trước, hoặc là gia đình có tiền sử thì bạn có thể mắc. Bạn bị bệnh huyết áp mãn tính, có tình trạng huyết áp cao trong thai kỳ, cho nên chú ý về chế độ ăn uống để làm sao tránh huyết áp cao. Và bạn có tình trạng bị rối loạn đông máu. Tình trạng này sẽ kiểm tra bạn và bạn sẽ cần phải đi khám thai, kiểm tra xét nghiệm máu khi mang thai để biết rằng bạn có bị tình trạng này không. Và nếu tình trạng này xảy ra cũng có ảnh hưởng là một trong những nguyên nhân gây ra bong non. Tiếp đến là có bất thường về nước ối, hoặc là bạn có một lối sống không lành mạnh, uống quá nhiều rượu, sử dụng chất kích thích khác, và hoặc là uống quá nhiều thuốc, các loại thuốc trong thời kỳ mang thai. Và bạn gặp các vấn đề bất thường như là u xơ tử cung và u nang tử cung. Vậy thì phải làm sao khi bị nhau bong non? Các trường hợp nhau bong non sẽ không có hướng điều trị cụ thể, và tất cả thì đều phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ và bé và tình trạng bóc tách của từng bánh nhau. Không có cách giúp bạn phục hồi tình trạng của nhau thai. Các bác sĩ chỉ giúp bạn đưa ra những giải pháp ngăn chặn nhau thai không bóc tách thêm. Và nếu tình trạng nhau bong non gần ngày dự sinh thì bạn có thể phải sinh con trước hạn, ngay cả khi tình trạng bóc tách nhau rất ít. Nếu đang có dấu hiệu chảy máu nặng hoặc bé đang có tình trạng thiếu oxy thì có thể bạn phải sinh mổ. Ở trường hợp bóc tách nhưng chưa đến ngày sinh, mẹ bầu cần được nghỉ ngơi, thư giãn và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên để đảm bảo rằng là mẹ và bé có sức khỏe ổn định. Nếu phải sinh sớm thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc hỗ trợ sự phát triển phổi và ngăn chặn một số nguy cơ thường gặp với các trường hợp sinh non. Với trường hợp bong nhau thai 3 tháng đầu tiên, thai nhi vẫn phát triển bình thường thì mẹ nên nghỉ ngơi nhiều, có thể dùng thuốc hạn chế co bóp tử cung và bổ sung thuốc nội tiết. Và mẹ nên ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa, uống nhiều nước, tránh căng thẳng, lo lắng, kiêng quan hệ trong 3 tháng đầu. Và cuối cùng thì chúc bạn những điều tốt đẹp nhất và tránh những trường hợp như thế này. Và cuối cùng thì cảm ơn mẹ đã chú ý theo dõi. Xin chào.